Xin chào các anh chị, xin chào các bạn, xin chào các bạn trẻ, những người đang tìm việc, những người đang muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn có một công việc tốt đẹp hơn, muốn có một thu nhập mà tốt hơn, đúng không ạ? Và trong quá trình đi làm thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có đòi hỏi có nhiều yếu tố, có người thì đam mê công việc, có người thì mong muốn thu nhập tốt, có người mong muốn môi trường làm việc tốt, có người mong muốn người chủ đối đãi với mình tốt. Tóm lại là tất cả những cái gì mà tốt đẹp muốn hướng tới chúng ta, để chúng ta có một cái môi trường làm việc và công việc rất là được yêu thích, thì chúng ta có thể gắn bó và trung thành với họ. Tiền lương cũng là một phần quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vâng, thế thì thật tuyệt vời nếu mà bạn được làm công việc bạn yêu thích, đúng chuyên môn của bạn, có khả năng thăng tiến, có mức thu nhập cao, môi trường làm việc thì chuyên nghiệp, người chủ thì người ta tận tâm, rồi thì bạn được đi đây đi đó, tiếp xúc với người này người kia, thì tôi nghĩ không còn gì để nói, đúng không ạ? Phần lớn chúng ta là đều rơi vào cái trạng thái là chúng ta kiếm việc khó, chúng ta lương thấp, chúng ta làm việc trong một cái môi trường áp lực, một cái mức lương thấp, rồi chúng ta cảm thấy không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Đặc biệt thì trong cái video bài học này thì tôi sẽ nói đến một số những cái vấn đề liên quan đến những các bạn trẻ khi tìm việc, và đặc biệt là các bạn sinh viên, học sinh muốn tìm cho mình một công việc mới. Thì đây là một số những cái lời khuyên là tôi cũng đã khuyên ở đâu đó trong các video trước đó, tôi sẽ tổng hợp lại, đúng không ạ? Thứ nhất đấy là các bạn cần phải chuẩn bị sẵn CV cho mình, lúc nào mình cũng phải chuẩn bị sẵn CV bản cứng, bản mềm, chuyên nghiệp. Thì học xong cái khóa học này của tôi thì bài tập mà về nhà đấy là các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái bộ CV thật là chuyên nghiệp, text CV rồi Excel rồi thì PowerPoint rồi thì video nhá. Tôi đã cung cấp cho các bạn tất cả các tài nguyên và các hướng dẫn rồi. Tôi có thể tặng cho các bạn những cái file hướng dẫn như vậy. Ok, chuẩn bị xong sau đó là đưa lên các cái website tuyển dụng, được chưa ạ? Và chủ động tìm kiếm công việc. Thứ hai nữa đấy là các bạn cần phải học các cái kỹ năng mềm cho công việc của mình. Thì các kỹ năng mềm nó bao gồm các kỹ năng gì? Thí dụ như là kỹ năng giao tiếp, đúng không ạ? Kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng sử dụng máy tính, khai thác internet, kỹ năng về pháp lý, kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về marketing, đúng không ạ? Kỹ năng quản trị xung đột, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, vân vân, rất nhiều các kỹ năng như vậy. Tất nhiên các bạn nghe thế các bạn thấy choáng, đúng không ạ? Và nhiều kỹ năng thế này thì em học làm sao được. Thế thì nói vui với các bạn rằng là nếu mà các bạn mà có đầy đủ các kỹ năng như vậy thì mức lương của các bạn sẽ được tính bằng ngàn đô la, chứ không phải là được tính bằng một vài chục hoặc một vài trăm đô la. Chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân, chúng ta không ngừng học hỏi, chúng ta đặt cái tôi xuống, chúng ta luôn luôn học hỏi. Kể cả một cái video như này của anh Phan Anh, các bạn cũng sẽ phải học hỏi. Tôi năm nay tôi cũng đã đi làm mười mấy năm rồi, tôi cũng có học vị học vấn nhất định, nhưng mà tôi vẫn không ngừng học hỏi, đọc sách báo, kết bạn, rồi thì nghiên cứu rất nhiều. Rồi thì bản thân cái việc mà tôi chia sẻ những cái kiến thức này với các anh chị thì tôi cũng phải đọc sách, tôi cũng phải tổng hợp, tôi cũng phải viết ra những cái bài giảng như này. Thì đó chính là cách mà tôi học, đúng không ạ? Trong một cái xã hội mà trong một cái bối cảnh mà chúng ta thấy rằng là mọi thứ nó phát triển rất nhanh như thế này, nó thay đổi rất nhanh, thì cái việc mà chúng ta phải học, chúng ta phải liên tục đổi mới, liên tục thích nghi. Các bạn có thể lựa chọn một cái việc làm thêm yêu thích cho mình, hoặc là việc làm thêm phù hợp với chuyên ngành và có lợi cho cái tương lai của mình, để bổ sung những cái kỹ năng, bổ sung kinh nghiệm, bổ sung mối quan hệ, bổ sung kiến thức đó trong lĩnh vực chuyên ngành. Bởi vì các bạn biết là sau này những cái vị trí cao cấp người ta thường đòi hỏi là bạn có vị thế như thế nào trong ngành, bạn quen biết những người nổi tiếng nào trong ngành. Ví dụ trong lĩnh vực marketing, bạn nói là bạn chơi rất thân với anh Phan Anh, tôi giả sử thế ạ. Hay là bạn chơi rất thân với ông A, bà B, thì đó chính là cái vị thế của bạn trong quá trình tuyển dụng. Ví dụ bạn làm truyền thông, đúng không ạ? Bạn có thể quen các cái tổng biên tập các báo, bạn có thể biết, bạn có thể đặt các vấn đề sử dụng báo chí, media, trải truyền hình. Đó chính là những cái lợi thế về công việc các bạn ạ. Các bạn phải có tầm nhìn xa hơn một chút, được chưa ạ? Tiếp theo đó là các bạn cần phải xây dựng cái kế hoạch học tập để lấy được các bằng cấp, kiến thức và kinh nghiệm thực sự, đúng không ạ? Bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn, khóa đào tạo dài hạn và các chương trình học tập chuyên ngành và chuyên sâu. Nếu bạn đang là sinh viên, đang là học sinh thì đừng coi thường bằng đại học, đúng không ạ?
bằng đại học của chúng ta vẫn rất có giá trị nếu như mà bằng đại học đó điểm số tốt và chúng ta kết hợp với kinh nghiệm thực tế của chúng ta. Thế thì ví dụ như thế thì các bạn đã thấy rằng là chẳng hạn như tôi có hai bằng đại học luật chính quy đàng hoàng, được chưa ạ? Đại học luật Hà Nội cử nhân và thạc sĩ đại học luật Hà Nội chuyên ngành thạc sĩ kinh tế. Tôi không theo nghiệp luật sư, tôi cũng không hành nghề luật, tôi cũng không mở văn phòng tư vấn về luật. Nhưng những kiến thức về luật như vậy sẽ giúp tôi làm việc trong quá trình làm việc rất là yên tâm. Tôi có hiểu biết về pháp lý, tôi có thể đọc được hợp đồng, tôi có thể biết điều gì là nên làm và điều gì là không nên làm trong các cái vấn đề kinh doanh của mình. Thì đó, ý tôi muốn nói là cái kiến thức nó là theo cách như vậy, chứ không nhất thiết là bạn phải lấy bằng cấp, bạn đè người khác và bạn trong khi đó bạn không có cái gì cả, được chưa? Tập trung vào cái mô hình ASK, đúng không ạ? ASK tức là gì ạ? Thái độ, đúng không ạ? Kỹ năng và kiến thức. Ba thứ này là nhà tuyển dụng họ luôn luôn là chúng quan tâm đến chúng ta. Và cái tư duy của chúng ta phải là cái tư duy tích cực, đúng không ạ? Tư duy tích cực tức là chúng ta không ngại tranh luận, chúng ta không ngại thảo luận, chúng ta không ngại phát kiến các cái ý tưởng, và chúng ta đặt cái tôi xuống, chúng ta nhìn về một cái mục đích, đúng không ạ, lớn hơn dành cho doanh nghiệp. Đấy gọi là những cái tư duy tích cực, không buồn chán, rồi thì luôn luôn là động viên, luôn luôn là giúp đỡ cho đồng nghiệp và bạn bè của chúng ta làm việc thành công, đúng không? Tất nhiên nói thì dễ, nhưng làm, bởi vì con người bao giờ cũng có những cái tính ích kỷ và cái cá tính riêng của mình. Nói thì dễ, làm thì khó, đúng không ạ? Vâng, và hãy tập trung vào vấn đề chuyên môn của mình. Bởi vì trong bối cảnh ngày nay thì nếu bạn có chuyên môn sâu, chuyên môn tốt, giỏi thì bạn sẽ sống rất khỏe, được chưa ạ? Một cái lời khuyên nữa dành cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên chưa ra trường, đó là nên tham gia vào các hoạt động đoàn, hoạt động hội, câu lạc bộ, chương trình tình nguyện, mang tính rất là tích cực, được học hỏi, được giao tiếp, được trải nghiệm, đúng không ạ? Đấy, học tập những điều hay lẽ phải, giúp đỡ những người nghèo vân vân, đó là điều rất là tuyệt vời và cũng vẫn đảm bảo được cái thành tích học tập của mình tốt nhất. Kỹ năng máy tính, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ ở mức độ phù hợp, ví dụ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung là những cái ngôn ngữ rất là tốt. Các bạn có thể học một ngôn ngữ hay nhiều ngôn ngữ ở mức độ sử dụng phù hợp với công việc của mình. Còn tất nhiên càng giỏi thì càng tốt, đúng không ạ? Trong kỹ năng máy tính thì nó cũng có rất nhiều các kỹ năng như là làm PowerPoint, làm Word, soạn thảo, làm Excel, làm web, đúng không ạ? Viết bài, nó đòi hỏi nhiều yếu tố tổng hợp lắm, chỉnh sửa ảnh, Photoshop, làm video vân vân, đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy là ôi dồi ôi, thầy Phan Anh rồi anh Phan Anh bắt bọn em rồi khuyên bọn em làm như này để bọn em là siêu nhân này. Không phải đâu, thực sự công việc hiện tại nó sẽ đòi hỏi các bạn như vậy đấy ạ. Những điều mà tôi vừa nói với các bạn là tôi khẳng định với mọi người rằng là những nhân sự cao cấp là họ có thể làm được chứ không phải là không làm được. Ví dụ như tôi chẳng hạn, các bạn thấy là kỹ năng sử dụng máy tính rất là nhiều, kỹ năng sử dụng các phần mềm rất là nhiều. Đấy là cái thời gian việc là bạn phải dành thời gian ra học hỏi, chụp ảnh, quay phim, làm video, thuyết trình, làm bài giảng, cái gì đó. Tất cả những kỹ năng đấy tôi đều làm được. Viết web, quản trị web, đúng không ạ? Làm SEO web, làm Facebook, vân vân. Đây các bạn thấy đấy, các bạn có thể học các khóa học của tôi, cả bộ khóa học của tôi, Facebook Marketing, SEO web, email marketing, đúng không ạ? Khởi nghiệp, bán hàng, F&B marketing, fashion marketing, rồi thì làm CV, quản trị khủng hoảng truyền thông vân vân. Đấy, đấy là cái gì ạ? Chúng ta liên tục chúng ta học hỏi và chúng ta trở thành chuyên gia, bởi vì muốn trở thành chuyên gia là phải có 10.000 giờ lao động. Thế thì các bạn thấy đấy, chúng ta làm việc liên tục thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ trở thành chuyên gia. Có đúng không ạ? Vâng. Thì đấy là một số những cái lời khuyên mang tính cá nhân và rất là chân thành của tôi. Xin chúc các bạn thành công, xin chúc các bạn tìm được việc làm và cái quá trình phát triển việc làm của mình trở nên tốt hơn, trở nên tốt đẹp hơn và các bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy nhìn về những điều tích cực, hãy không ngừng học hỏi, hãy không ngừng cố gắng và đi theo những cái tiếng gọi của trái tim mình và nhìn cái con đường của mình sẽ đi, mình phải vạch các kế hoạch ra, đúng không ạ? 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm thì chúng ta sẽ đạt được cái gì, có được những điều gì, chúng ta đi theo nó và đừng quan tâm đến quá nhiều những điều người khác nói. Đừng sống cuộc đời của chính họ mà hãy sống cuộc đời của chính mình,
đúng không ạ? Vâng, tất nhiên là hãy học hỏi, hãy đổi mới và hãy nhìn xem điều gì là đúng đắn. Có một điều không bao giờ thay đổi, đấy là mọi thứ luôn thay đổi. Và rất có thể chúng ta sẽ luôn luôn bị tụt hậu nếu chúng ta không cập nhật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè với nhau. Thế tôi là Phan Anh, xin chào.